Đêm qua, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang tổ chức xét nghiệm COVID-19 diện rộng cho ngư dân, tiểu thương và người lao động trong khu vực này. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại hiện trường. Đây là đợt thứ hai sau đợt xét nghiệm ngày 28 tháng 6 liên quan tới 5 trường hợp ngư dân Quảng Ngãi dương tính với SARS-CoV-2. Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã lấy hơn 2.500 mẫu xét nghiệm là các ngư dân, tiểu thương và người lao động tại Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang theo hình thức gộp mẫu. Công tác lấy mẫu được tổ chức nhanh gọn, an toàn, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trung tâm Y tế Sơn Trà có một kế hoạch thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho những người lao động, những người phục vụ làm việc trên cảng cá, những tiểu thương và để buôn bán. Thì kế hoạch là cứ 3 lần, 3 ngày một lần. Là làm từ ngày 1 tháng từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 đến ngày 3 hàng ngày ngày 4 tháng 7 và ngày 7 tháng 7 thì mỗi đêm làm việc từ 21 giờ đến 6 giờ sáng thì mỗi đêm là chúng tôi kế hoạch lấy từ 2.500 đến 3.000 người một đêm. Xác định tính quan trọng của khu vực này trong vấn đề kiểm soát tình hình dịch bệnh, ngoài 120 cán bộ y bác sĩ được phân công làm nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng khác như công an, dân quân, các đoàn thể tình nguyện viên trên địa bàn phối hợp để kiểm soát nhiều vòng, bảo đảm việc lấy mẫu xét nghiệm diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Thì đây là một trong những cái cảng cá lớn nhất tại Đà Nẵng chúng ta và lưu lượng người đến đây một ngày cỡ khoảng là trên 5.000 người. Chính vì vậy thì có việc tiềm ẩn rủi ro dịch có khả năng bùng phát lúc nào không hay. Chính vì vậy thì về phía ban chỉ đạo quận chúng tôi rất quan tâm và lo lắng vấn đề này. Sau khi hàng đêm chúng tôi theo kế hoạch chúng tôi tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khám sàng lọc và kết thúc cho mỗi một đợt thì chúng tôi tổ chức phun thuốc sát khuẩn ngay tại khu vực cảng cá này. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày 28 tháng 6, thì hiện cảng cá và Âu Thuyền Thọ Quang đã được phép hoạt động trở lại trong điều kiện thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Từ nay đến ngày 7 tháng 7, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng thêm 2 đợt nữa tại khu vực này.